Chào mừng quý vị đến với bản tin kim loại ngày 17 tháng 4 của HCT. Sau đây là một vài tin tức đáng chú ý. Về tin tức vĩ mô, chỉ số DXY hôm cuối tuần tăng 0,56%, đồng đô đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 11 tháng rưỡi và tăng cao hơn một chút. Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn một tuần. Thị trường dự báo 81% khả năng Fed sẽ tăng phạm vi mục tiêu quỹ liên bang, thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC sắp tới. Doanh số bán lẻ tháng 3 của Mỹ giảm 1% so với tháng trước, yếu hơn so với kỳ vọng là giảm 0,5% và là mức giảm lớn nhất trong 4 tháng. Tâm lý người tiêu dùng tháng 4 của Đại học Michigan tăng 1,5 lên 63,5, mạnh hơn kỳ vọng là 62,1. Về tin tức kim loại, về các yếu tố cơ bản tính đến ngày 14 tháng 4, tồn kho đồng SMM tại các thị trường lớn của Trung Quốc đã giảm 4.600 tấn so với thứ hai tuần trước, xuống còn 190.100 tấn, giảm 12.200 tấn so với hai ngày thứ sáu trước đó. Các nhà sản xuất đồng toàn cầu đang hội tụ tại Chile trong tuần này để tổ chức cuộc họp lớn nhất kể từ năm 2019, với các cuộc đàm phán dự kiến sẽ tập trung vào làn sóng M&A đang phát triển của ngành trong bối cảnh nhu cầu tăng cao và nguồn cung khan hiếm đối với kim loại đồng đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng xanh. Theo một nghiên cứu của S&P Global, nhu cầu đồng toàn cầu dự kiến sẽ đạt 53 triệu tấn hàng năm vào năm 2053, cao hơn gấp đôi so với mức hiện tại, nhưng nguồn cung dự kiến vẫn sẽ giảm. Về dự trữ kim loại, dự trữ đồng tại các kho sàn LME giảm 2.875 tấn xuống 51.000 tấn, trong khi đó dự trữ trên sàn Thượng Hải tăng gần 6.000 tấn lên 71.000 tấn. Dự trữ nhôm trên sàn LME không thay đổi, ở mức 530.700 tấn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin kim loại của HCT. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.